ai sẽ là Việt Nam Next Top Model 2022? Vietnam's Next Top Model. Trong tập tiếp theo, 12 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2022 sẽ tiếp tục cuộc hành trình với những phần đào tạo và thử thách nâng cao. Và bài học đầu tiên trong chặng hành trình chạy nước rút chính là kỹ năng catwalk nâng cao do sư mẫu Xuân Lan trực tiếp hướng dẫn. Trình diễn catwalk trên sàn diễn dưới nước sẽ là thử thách tiếp theo đòi hỏi các cô gái phải vượt qua. Buổi chụp hình nhóm với chủ đề Diva đòi hỏi các thí sinh phải biết kết hợp rất ăn ý với nhau để có được những tấm hình đẹp sẽ là một thử thách không hề đơn giản. Họ đã làm gì để vượt qua những thử thách đó? Ai sẽ là người phải nói lời chia tay và ai sẽ bước tiếp trong cuộc hành trình này? Hãy đón xem tập tiếp theo phát sóng lúc 20 giờ tối Chủ nhật ngày 30 tháng 9 trên kênh VTV3. Vietnam's Next Top Model.